Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Ninh, đài An Giang, đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký, 1 like nha các bạn.